Mình đau khá là lâu. Khi mà vào đây thì mình vào lúc sáng sớm, cho đến khi 11 giờ đêm thì mới có thể sinh được em bé, cho nên là mất sức khá nhiều. Mình cũng tiểu sử là có một chút vấn đề về về tim nữa, cho nên là bác sĩ cũng khuyên là nên mổ. Nhưng mà mình mong muốn của mình là sinh thường, cho nên là bác Tâm đã giúp đỡ mình rất là nhiều để có thể sinh ra em. Đó chính là những cung bậc cảm xúc khó tả của sản phụ Nguyễn Viên Trà trong lần vượt cạn đầu tiên vào năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Cũng chính vì sự tận tâm của các bác sĩ, nữ hộ sinh và cuộc sinh thường suôn sẻ mà một lần nữa chị quyết tâm lựa chọn Phương Đông để đón bé thứ hai. Và lần thứ hai thì cũng thế, đến thì cũng gặp bác Tâm vào đúng ca của bác luôn, thì bác cũng lại một lần nữa bác lại đỡ đẻ cho em, thì lần này lại dễ dàng hơn, rất là suôn sẻ, chỉ có nằm ở trong vòng sinh có 2 tiếng là em bé được ra đời. Mọi người đều rất là chu đáo, cứ cách 10-15 phút là bác sĩ lại vào hỏi và y tá lại vào hỏi một lần xem mình có nhu cầu gì không, có thiếu gì thì họ lại lại mang vào, và để ý em bé rất là cẩn thận nữa. Mình cảm thấy rất là yên tâm và thoải mái. Không chỉ là những trải nghiệm vượt cạn khó quên, mà đối với chị Trà, ở Bệnh viện Phương Đông còn có một cơ duyên đặc biệt khiến chị luôn muốn lan tỏa tới tất cả mẹ bầu xung quanh mình. Đầu tiên là chị gái đầu của mình đã từng sinh ở đây. Chị cũng giới thiệu là bệnh viện ở đây cũng rất là tốt. Nên là mình và chị thứ hai của mình cũng vậy. Cả hai chị đều sinh hai em bé ở đây rất là tuyệt vời và dễ dàng. Các mẹ hãy bình tĩnh và chuẩn bị một tâm lý thoải mái nhất có thể thì sẽ không phải lo gì cả, vì ở đây bác tất cả các bác sĩ và đội ngũ y tá đã lo cho mình hết rồi. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nâng niu từng sự sống.